Hỏa Phụng Lưu Nguyên, tập 7. Sao? Chúa công, phía trước không có đường, hãy rẽ vào rừng. Được, toàn quân theo ta. Đi đường tắt bao vây Công Tôn Toản. Công Tôn lão tặc chịu chết đi. Hồi 53, kẻ diệt sâu bọ. Nguyên văn: Trừ trùng giả. Công Tôn Toản dừng lại. Văn Sú chờ ở đây đã lâu. Bắn. Viên Thiệu quả là muốn diệt Công Tôn Toản. Sao bỗng nhiên quay trở lại? Chúa công, mau lẫn vào trong quân. Đã bao vây rồi, ra tay chưa? Lũ bại binh này đến giờ vẫn theo hắn, ý chí chiến đấu rất ngoan cường. Nếu đánh tiếp sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Ngươi có giọng to, lên tiếng kêu gọi bọn chúng đi. Quân Bắc Bình hãy nghe đây, Công Tôn Toản đã lâm vào mạc vận, vận số sắp tận. Chúa công ta mến người tài, ai đầu hàng sẽ được thăng 3 cấp. Đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng. Viên Thiệu tình đúng bạc nhà ngươi. Viên Thiệu muốn mượn sức giết chúa công. Trung tướng nghe lệnh, tuyệt không được thay lời quên nghĩa. Chúng tôi theo chúa công đã lâu, vào sinh ra tử, nếu trốn thì đã trốn lâu rồi, cần gì phải. Công Tôn Mộ quá tham lam, tự chuốc họa vào thân, chết không đáng tiếc. Trung tướng hà tất phải theo ta chịu chết. Viện binh đã đến chưa? Đúng, viện binh sắp đến rồi. Chúa công, chúng ta phải ráng cầm cự. Các ngươi vẫn còn trông đợi vào đạo kỳ binh không thể điều khiển ấy ư? Con người ấy xưa nay đã nói là giữ lời, không chừng đã gần tới. Viên đại nhân, Công Tôn Toản đang bị chúng tôi uy hiếp. Tôi đang thương lượng với các tướng đồng lưu, xin chờ một lúc. Tốt lắm, ta chờ tin vui. Thế nào? Không hẳn. Tử vương, nhìn trên núi bên trái kìa. Nguy rồi, vị trí ấy ở trên cao, nếu cho cùng tiên thủ lên đó e rằng. Mẹ kiếp, lão Viên Thiệu này muốn gì đây? Thấy không, ở vị trí này không giết được hắn. Không phí một quân một tốt, thuộc hạ bị hú rồi. Người đánh cướp đồ lấy buôn là các hạ phải không? Đừng dừng lại, truyền lệnh phó tướng chỉ huy thay ta. Vâng. Đúng, cả người cũng là do ta giết. Ta thích sự thẳng thắn của các hạ và dũng khí dám đi vào chỗ chết của các hạ. Vì chỉ có một mình ta. Đúng, giết một người bao giờ cũng tiện hơn giết 100 người. Mì thú vị đây, làm cho lộ trình thêm vui vẻ. Vậy mi hãy mang thêm niềm vui ấy lên đường đi. Không tự lượng sức, tiểu tử ấy tiêu rồi. Mặc kệ hắn, phó tướng đang gọi kìa. Mau lên, tự tìm vị trí. Đứng ở đây bắn nhất định sẽ trúng đích. Đúng thế. Viên Thiệu vốn cao to, mục tiêu sẽ rất lớn. To gan, kẻ nào dám nói bậy, xuống đây. Gã độc nhãn là của ta, còn những tên khác, cứ giao cho đệ. 50 lượng, ta cược mi không làm được. 1 vạn lượng, ta cược mi gục ngã. Quỷ tha ma bắt,
ta đã thua đến khinh gia bại sản rồi. Đội buôn của Tư Mã Gia nghe nói Tàn Binh và gia tộc này quan hệ mật thiết, vậy mi là ai? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay Tử Vương mi sẽ đại hiển thần thông, uy chấn thiên hạ. Không tự lượng sức, ta cho mi biết Tư Mã Gia đấu không lại với Viên Thị đâu. Thế nên hôm nay ta phải mượn thân phận của mi để cứu người. Các đại cử phú ở Duyện Châu đã bị thung tính. Chúa Công đã muốn ra tay với Tư Mã Gia từ lâu, chỉ thiếu một cái cớ để hành sự. Bây giờ thì có rồi. Cái cớ à? Nực cười. Trước đây không có, bây giờ cũng sẽ không có. Anh hùng cứu mỹ nhân, Tiểu huynh đệ, ta nói cho mà biết, hoa đẹp bao giờ cũng có gai, mà bên cạnh hoa bao giờ cũng có đầy loài bọ hôi như mi. Mi là bọ hôi, chúa công của mi cũng là bọ hôi. Mi nói rất đúng. Đóa hoa vương triều Đại Hán đã tàn tạ rồi, còn chưa ra tay, không biết Tử Vương đang làm gì nữa. Tử Vương quay lại kìa. Tử Vương quay lại làm gì? Mới 3 năm không gặp, gan của ngươi càng lúc càng lớn nhỉ? Bọ hôi ăn hoa lá, hóa thành bướm rực rỡ, bay đi phát tán phấn hoa. Chẳng ai để tâm đến quá khứ xấu xí của con bướm đẹp đẽ ấy. Đáng tiếc, nếu chỉ mi may mắn có quá khứ. Viên Thiệu, hãy tha thứ cho bọn ta, những kẻ không có tương lai. Bởi vì thiên hạ không phải chỉ vì mi mà nở hoa. Ta đến diệt sâu bọ.